Thủy xin chào ông bà cô chú anh chị đến với kênh Năm Chị Em Xa Xứ. Thủy kính chúc ông bà cô chú anh chị một ngày mới thật là vui vẻ hạnh phúc bên gia đình của mình. Hôm nay là ngày 27 tháng 4, Thủy và anh Mãi nghỉ một bữa để đi xuống nhà em trai anh Mãi ở dưới Hóc Môn. Em trai anh Mãi là chú Tư mà Thủy hay quay cho cô chú anh chị xem. Thủy cũng hay thường đi xuống nhà chú Tư. Hôm nay đi thăm thím Hảo của anh Mãi ở ngoài Bắc vô. Thím vô hơn nửa tháng nay mà vợ chồng Thủy mất đi bán, không có thời gian đi chơi với thím. Giờ sắp xếp công việc gần lễ nữa, hai vợ chồng Thủy đi chơi. Trên đường đi của cô chú anh chị Thủy thấy trời ơi, mới có 27 sáng sớm thôi, 7 giờ mà xe kẹt nhóc luôn nè cô chú anh chị. Kẹt từ cầu Bông á cô chú anh chị, cầu An Hải á cô chú anh chị, kẹt xuống tút lút lút xa đó. Đây là qua cầu An Hải rồi nè cô chú anh chị, bắt đầu tới nhà chú Tư rồi. Mấy đứa con đứa cháu và anh Mãi đang sắp xếp nấu ăn để ăn cơm trưa, chuẩn bị sắp xong rồi, đang còn làm vài món nữa là xong luôn cô chú anh chị. Xong món nào là đem ra trước món đó. Đây là món bánh đa đặc sản của miền Bắc của quê anh Mãi nha cô chú anh chị nha. Bánh đa này là nhà chú Ái á, là gia truyền làm luôn, cho nên rất là ngon. Thủy rất là thích ăn bánh đa luôn, rất là thích thích ăn nhiều luôn cô chú anh chị. Đây là con của Thủy này cô chú anh chị, nó cầm cái đĩa bánh đa vào tiếp tục để ăn cơm đó. Hai đĩa bánh đa đang để ngay chỗ Thủy luôn, tại vì là Thủy rất là thích ăn bánh đa cho nên Thím Hảo để ngay chỗ Thủy luôn. Trên đường về cô chú anh chị rất là nắng luôn, giờ này là 3 giờ rưỡi này cô chú anh chị, 3 giờ rưỡi chiều, nó nắng gắt luôn, không có thể nào mà tả nổi luôn cô chú anh chị, cháy da của Thủy luôn. Mà hai đứa con Thủy về nó kêu rêu, nó nói mẹ ơi nắng quá luôn. Trên đường về đó cô chú anh chị, Thủy mới thấy đoạn đường này cũng kẹt xe nè, kẹt xe ở bên đường trái đường Thủy đi nha cô chú anh chị nha. Hồi sáng Thủy đi là bên đường này thì kẹt xe, chiều Thủy về là bên đường kia kẹt. Trời ơi nó kẹt không thể nào mà nói nổi. Thủy đem máy và ra Thủy quay cho cô chú anh chị xem. Anh Mãi chạy nhanh quá thì nó đã mất cái đoạn đó luôn rồi cô chú anh chị. Đó, khúc này nó nắng quá, anh Mãi anh chạy không nổi nữa, anh dừng lại, anh nghỉ ngơi một xíu rồi tiếp tục chạy nè cô chú anh chị. Đó, thấy không? Nó quá nắng luôn, mà không biết năm nay hạn hán sao mà ông trời ông không có mưa cô chú anh chị. Mấy năm là mưa sớm lắm, năm nay trời ơi không có thể nào mà mưa nổi luôn cô chú anh chị. Nó có âm u nha, trời vẫn âm u nhưng mà không mưa nổi, mà cảnh trưa nắng thì nó nắng gắt không thể nào chịu nổi, không có năm nào mà như năm nay luôn cô chú anh chị. Thì rút điện thoại ra quay lại cái cảnh nắng gắt cho cô chú anh chị xem. Trời ơi cô chú anh chị không thể nào tưởng tượng được là trên con đường về mà hai tay hai chân của anh Mãi nó cháy đen rét hết. Anh Mãi chịu không nổi tấp vào, và tấp vào đây thì tình cờ thấy anh trai này bán chim cò gà cảnh đồ á, vô nghỉ ngơi và nói chuyện. Thì nói chuyện thì anh Mãi thích cái cặp gà quý phi nha cô chú anh chị nha, anh đó nói là gà quý phi. Rồi xong anh Mãi thích và anh mua cặp gà quý phi này là 600 ngàn nè cô chú anh chị ơi. Đó, cái anh chủ anh đang lấy cái thùng anh bỏ vào, đóng vào để cho anh Mãi đem về. Còn ở trên này là những con gà quý phi nó còn nhỏ nha cô chú anh chị. Thủy biểu anh Mãi mua mấy con gà nhỏ thôi, không mua gà lớn. Thì anh nói là gà nhỏ về khó nuôi lắm, nuôi những con gà lớn nó dễ nuôi. Thì hai vợ chồng quyết định là bắt cặp gà lớn luôn cô chú anh chị. Rồi anh bắt xong rồi anh tiếp tục bắt thêm một con nữa, rồi anh đóng thùng và đưa cho anh Mãi. Trời ơi anh nuôi rất là nhiều con luôn nha cô chú anh chị nha. Anh này là kinh doanh thì có hỏi những con chim sáo nhồng nữa cô chú anh chị, nhưng mà anh cũng bán giá cao lắm.
sĩ quay một vòng cho cô chú anh chị xem những con chim vàng vàng dễ thương ha, chim màu đỏ đồ dễ thương. Thì chỉ quay cho cô chú anh chị xem thôi chứ thật sự thì chả biết những con đó tên gì đâu. Ở dưới này nè, ở trong nhà còn nữa nha cô chú anh chị, ảnh đang dán thùng lại đó, quá trời đẹp luôn. Thì nhìn mà thì mê không thể nào mà cưỡng nổi luôn cô chú anh chị. Thì rất là thích nuôi con thú vật đó, bây giờ bắt nó về nhà thì rồi nè cô chú anh chị, nó rất là lạ, nó lạ cái chỗ nó ở cô chú anh chị, cho nên thả nó ra nó nhảy đầu này nhảy đầu kia không cô chú anh chị ơi. Rồi nó đi núp những con gà của nhà thị á, gà nhà thị có mấy con gà đá, nó gặp nó thấy lạ nó cũng ăn hiếp á cô chú anh chị. Đó, nó núp ở dưới cái chuồng này nè cô chú anh chị. Thị giới thiệu cho cô chú anh chị biết đây là con chim chỉ, mà hồi bữa tới giờ thị quay mấy video á là thị tưởng là con gà mà giống gà, nhưng mà thì hỏi anh Mãi thì anh Mãi nói là con chim chỉ nha cô chú anh chị, nó đang đẻ trứng, nó đẻ trứng ra giống con cái trứng gà lắm cô chú anh chị. Đó, cái trứng của nó vậy á cô chú anh chị thấy không, trứng nó cũng bự như trứng gà vậy nha. Trứng của con chim chỉ sao là trứng gà y vậy, nó cũng giống nhau. Còn những cái chú quỵt nhỏ cô chú anh chị là anh Mãi anh mua trứng quỵt lộn về anh ấp á cô chú anh chị, anh nở ra anh nuôi nó để anh quay video cho cô chú anh chị sẽ coi. Trời ơi anh Mãi anh hay siêu tầm những con độc mà lạ nữa cô chú anh chị. Sở thích của anh Mãi là chăn nuôi nha cô chú anh chị nha. Cái góc thư giãn của anh Mãi mỗi lần mà đi làm về mệt đó, là chăm sóc cây cảnh, ngắm cây cảnh và chăm sóc những con gà, những con thú mà anh Mãi đã mua về nuôi. Giờ là chiều anh Mãi anh ra anh lượm trứng được 16 trứng luôn cô chú anh chị. Đó, anh đưa cho Thủy coi 16 trứng, quá trời luôn. Rồi bây giờ anh đem vào nhà anh cắt. Những chú chó của Thủy nè cô chú anh chị, chủ đi đâu lúc nào cũng theo, còn mà chủ đi bán thì thôi đóng cửa ở nhà giữ nhà. Đó cô chú anh chị thấy không, cái cuộc sống hàng ngày của vợ chồng Thủy là như vậy đó cô chú anh chị. Bữa nay nghỉ một ngày nhìn nó đã nghỉ xả hơi đi chơi. Sau bao ngày làm việc vất vả nên nó là vợ chồng Thủy quyết định nghỉ lễ 30 tháng 4 trước mọi người nha, để đi chơi xong chiến đấu bán hàng 30 tháng 4 nha cô chú anh chị nha. Video của Thủy đến đây cũng dài rồi, chắc Thủy xin dừng video tại đây nha. Trước khi dừng video Thủy xin ông bà cô chú anh chị cho Thủy một cái like, một lượt chia sẻ. Cô chú anh chị nào yêu quý Thủy nhớ đăng ký kênh cho Thủy với nha. Nhớ ấn vào cái chuông nữa để nhận thông báo từ video mới nhất của Thủy. Giờ Thủy chào tạm biệt ông bà cô chú, hẹn gặp lại ông bà cô chú clip sau, bye bye.